Yeah, Brazil thì có bình luận như thế này, thì không biết là nếu mà các bác nghe thì các bác có chấp nhận được không? Thì con nói với cháu, con nói ở trên kênh ấy, thì con nói là lực là một con người rất mưu mô, xảo quyệt, chẳng ai cho bịch mì như vậy cả. Tôi nói với cháu Sử, bỏ vào thùng rác, biết đâu trong đó toàn những thức ăn vào, ăn vào mang bệnh. Và như bác là người lớn rồi, bác là người lớn rồi, bác trải qua rất là nhiều những câu chuyện rồi, thậm chí là bác có thể là bằng tuổi mà bố mẹ của cháu Lực rồi, hay là bằng tuổi ông bà của cháu Lực rồi. Đấy, mình đã đi qua một nửa cuộc đời rồi, cho nên là mình nói cái gì ra thì nó cũng phải là đúng một chút, và để cho người nghe người ta hiểu được và người ta cảm nhận được, người ta nhìn ra mình là cũng không phải là thiếu ý thức gì cả, phải nói là rất là ác ý đến nỗi mà cháu Lực chỉ cần đọc thôi là cháu Lực đã không có muốn là lên làm cái công việc này nữa. Thường thường là người ta không nói là cái công việc gọi là làm rau cho trăm họ của bác ạ. Xin chào quý ông bà cô chú anh chị, chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại với nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục là lên trên nhà của ông, của hai anh em Hải Sử mồ côi các bác ạ. Các bác không biết là các bác nhìn cái khung cảnh này thì các bác có thấy quen thuộc không? Đối với cháu Lực thì là tại nơi này thì không biết là có bao nhiêu cái kỷ niệm mà cháu Lực đã quay phim và ghi hình là ở chính cái tại nơi mà cháu Lực đang đứng rồi. Hôm nay thì cháu Lực có lên trên nhà của ông Sử, cũng có thêm là một cái câu chuyện. Thì để câu chuyện đấy là gì thì để một tí nữa cháu Lực sẽ chia sẻ lên kênh sau. Và thứ hai thì cháu Lực cũng có lấy cái phần quà của phần quà của cô Nguyệt là gửi tới cho gia đình của nhà chú của hai anh em mà Hải Sử cô bác ạ. Ở video trước thì cháu Lực cũng có đem lên là hai cái bịch mắm tép như này này cô bác này, đem lên hai cái bịch mắm tép như này. Thì không biết là có một bác Mạnh Thường Quân ở trên kênh thì không biết là cái bác ấy có nhìn nhầm hay là bác cố tình không biết, nhưng mà bác có bình luận ở trên kênh rằng là bảo là cái này là mì tôm của bác ạ. Thì cháu Lực có đọc được một cái bình luận thì để một tí nữa cháu Lực sẽ chia sẻ lên sau. Còn bây giờ thì xin mời các bác là cùng theo dõi hết video và cùng cháu Lực đi xuống cái nhà của chú của anh em Hải Sử cũng như nhà ông của bác nhá. Và xin mời các bác cùng theo dõi hết video và cùng cháu Lực đi vào tìm hiểu cái câu chuyện thực hư về cái bịch có phải là mì tôm hay là mắm tép của bác nhé. Rất là may là cái đợt mà làm nhà của hai anh em Hải Sử thì ở cái khu này này các bác này. Ở khu này thì dùng xe máy để mà chở vật liệu được đi vào. Và chính ở cái ngôi nhà của hai anh em Hải Sử là cái ngôi nhà mà đầu tay cháu Lực thực hiện làm bằng xi măng các bác ạ. Còn trước khi làm ngôi nhà của Sử thì cháu Lực cũng đã cùng bên chính quyền là hỗ trợ nhà của hai bà cháu là nhà của em Cương rồi các bác. Ngoài đường thì mưa trơn trượt rất là nhiều các bác. Năm nay thì phải nói là ở trên vùng cao thì bị ảnh hưởng bởi sạt lở khá là nghiêm trọng. Có những cái ngôi nhà thì có thể là bị trôi đi cả ngôi nhà, còn là có những cái ngôi nhà thì bị sạt nứt tường. Như nhà của hai anh em Hải Sử thì cũng có bị dính một chút này các bác này, bị dính một chút về cái phần nứt tường, đó là do bị sạt đấy. Nhưng mà có một bác Mạnh Thường Quân thì bác có bình luận ở trên kênh, có gửi tin nhắn là gửi cho hai anh em Hải Sử nhưng mà lại gửi nhầm cho cháu Lực. Thì cháu Lực đọc được thì cháu Lực nghe, khi mà cháu Lực nghe thì cháu Lực mới bức xúc và cùng anh em thợ với lại thêm là anh trưởng thôn nữa lên để mà tìm hiểu cái thực hư là cái câu chuyện như thế nào.
Nhìn từ phía bên ngoài thì thấy là nhà của hai anh em thì cũng đang phơi thóc của bác này. Chắc là cũng mới gặt xong. Thế là thóc là để ngoài cũng khá là nhiều. Thử lên xem là thành quả của hai anh em thu hoạch được nhiều không. Cái chỗ này thì trước là một cái nó dò nước ra một chút chút của bác nhá. Nhưng bây giờ thì tạo thành một cái khe suối rất là nhiều này. Ở đằng sau bên này thì cũng bị sạt xuống này. Nhưng mà bị sạt thì sạt xuống như thế nào thì các em là cứ như thế thôi. Không biết là các em không muốn làm hay là như thế nào đấy. Cái nước này thì là rất là mát của bác ạ, nước này. Nhà của hai anh em hải sử thì nước thì không bao giờ thiếu được các bác ạ. Ồ. Thóc thì cũng thu hoạch về để phơi này. Bên kia thì cho Lực nhìn thấy là còn máy bào nữa, khá là nhiều. Này thì máy tuốt thì cũng được là bà An Phạm là mua cho đấy cô bác ạ. Trước thì còn đập bằng tay thôi, nhưng mà từ khi mà cháu Lực lên chia sẻ đấy cô bác thì cũng được là bà An Phạm và quan tâm tới là mua máy móc cho là đầy đủ, không thiếu một thứ gì hết cả. Nên cuộc sống là chỉ cần gọi là hưởng thụ nó thôi. Lợn thì hai con rất là to, trong chuồng thì hơi bẩn một chút các bác, cho nên sẽ không có ghi hình nữa. Ở trên cái khu này thì hầu như là thu hoạch là lúa là hết rồi các bác ạ. Đây, ở phần này thì cũng bị sạt xuống đây các bác này. Ở đây thì trước là ông của Sử là có đào đá đấy, đào được bao nhiêu thì kè bấy nhiêu ấy, ông tự kè. Nhưng mà bị sạt từ lâu lắm rồi thì cũng không có chủ động để mà làm cả. Nhà ông thì cũng có vẻ như là gặt hết rồi cô bác này. Thấy là thu hoạch hết lúa. Ông thì không biết là giờ ở nhà không nhé. Sợ là ông cũng đang đi giả công thôi. Cái này thì sẽ đem, cái này thì đi xuống nhà ông trước rồi thì cháu Lực sẽ lên trên nhà chú sau. Có vẻ như nhìn thấy từ xa thì thấy ông đang phơi thóc của bác ạ. Thời ngày hôm nay thì thời tiết là không có được nắng mấy. Ây da. Ở đây vì khó chứ. Phong thì bày nó dưng giờ nó ra nó. Thì bày nó dưng giờ nó. Một dù ná. Thì nhà chú là không ai ở bác ạ. Nên nó vì đây ra ra nè. Đằng ra vì đây thì chỉ tay à. Vì đây thì chỉ tay à. Một dù ná. Hỏi ông bảo là được bao nhiêu bao thóc thì ông bảo là không nhớ của bác ạ. Cái xin có tài gì hòn khâu nhà. Cái xin có tài gì hòn khâu nhà. Củ á? Củ cờ gì? Răng bạc sáng bạc sáng. Củ chỉ văn à? Củ răng tấu. Chỉ quan là gì? Sóc quan hồ. Sóc quan á? Trong lễ lễ mỹ xích quan. Hôm hai tôi xử cái thầy chứ mấy? Hôm nọ thì khi mà ông gạt này có bác này thì ông là thuê thêm người nữa, thuê thêm người để mà hộ. Còn là một số người thì là hộ ông nữa. Hòn bắt tóc nào ra chứ? Lại quang ấy. Đông người thì gạt một ngày là hết rồi. Nói là ông là thuê mất 6 người ấy. Thuê này thì là một ngày là 130 các bác ạ. Tao tốt này ví nó ra nó. Gạt xong là còn phải cho vào cái máy này thổi cho các bác này. Cái máy này thì là có rất là lâu rồi, từ lúc mà Chấn Lực là lên chia sẻ thì đã có cái máy này. Cái này là đổ thóc lên trên này xong là quạt. Dùng cái này để mà quạt đấy. Dùng cái này để mà quạt xong là cho cái nào không có thóc ấy, như kiểu cái vỏ đúng không? Nó bay ra ngoài.
Tháng 7 thì các bạn có dân nó đó, xe nó. Dù á? Ờ. Về tắc hỏi gì? Thì cùng ấy thì nó mà gì chừng nào ta? Cùng ấy thì nó mà gì chừng nào ta? À. Tao tắc mà vì á gì? Ờ. Đây là ông à, chuẩn bị là quạt thêm các bác ạ. Chuẩn bị là múc ra ra bào ấy, xong lại tiếp tục làm. Để tôi lên chá gì? Để tôi lên chá. Mà là khởi tay hả? Văn này có đâu phát điện đâu dê nổ. Ngày hôm nay thì cũng không có được là trời nắng đẹp cho lắm các bác, âm u thôi. Thì vai dê vào đó này. Tiểu cháy là cái tờ của ông. Tức là trâu của ông là hôm nay là chú. Chú là đem đi chăn hộ ông rồi các bác. Ông thì hôm nay là ở nhà là công việc là phơi thóc này. Thóc này mà khi mà thu hoạch về là không chăm sóc thì là cũng là mấy nữa mà nó bị móc bị nảy mầm lên đấy. Kiểu khi mà lúc mà mình thu hoạch về nó là còn tươi đấy các bác. Xong mà đến cái lúc mà mình không chăm sóc thì là nó bị nảy mầm lên. Thóc này trước là để trên này là để trên này đấy các bác, bị mất là mấy lần đó. Đây tôm xếp tay vào đây à chị? Tôm xếp tay vào đây à? Ờ. Đấy là được tầm độ là 10 bao các bác, thóc của ông ấy. 10 bao thì nếu mà để một mình ông thì đủ ăn. Đấy, nhưng mà ông lại phải không có bán thêm các bác, nếu mà bán thì là không có đủ đâu. Nhưng lúc mà không có tiền thế này thì bắt buộc là phải bán thôi. Nhưng lúc mà không có tiền thì mà đi mua thuốc này. Sư khai mũ được đây chứ? Sư khai mũ được đó. Ờ. Câu dê cả đó hoàn nào đấy? Vừa lú à, cái gì trên băng đây? Nó đưa vào mấy? Hả? Đưa vào mấy? Đây là thóc của ông thu hoạch thì cũng được là gần một tuần rồi các bác ạ. Cái mùa trồng lúa này các bác này, trồng lúa của nhà ông thì cháu Lực là không có được giúp ông, nhưng mà trồng lúa của nhà Sử thì cháu Lực là xuống, cháu Lực là lên đấy. Đi à, bẻ nó luôn nha chị ạ. Ừ. Đâu đó là tầm độ 3 đến 40 cân. À, tốt nào ta chị? Tốt nào. Ông bảo là để vào bao cho hết luôn các bác. Ngồi cho nó đỡ mỏi một chút thôi. Đéo vì nào nó lên dèo này à? Ừ. Này là một tí nữa ông sẽ mang ra kia để mà lọc hết cô bác ạ. Chỉ lấy những cái hạt mà còn dùng hạt ăn được thôi, còn những hạt mà không được thì sẽ bỏ đi.
nhưng mà vẫn gom lại để mà đi nghiền đấy, để ngần đi nghiền cho về cho lợn. Chỗ này là đâu đó tầm độ được, nếu mà để mà tính nhanh bao ấy, được tầm độ 2 bao rưỡi không bác ạ? Sử vào đây mới đất rồi, sử à? Đang xe, bật đèn xe rồi dân. Sử thì vừa rồi là cháu được đi qua đấy các bác ạ, là không thấy xe máy ở nhà, thì chắc là em cũng không ở nhà nữa. Còn Hải thì đi chăn trâu. Ông này là ở một mình cho nên là những cái lúc nào mà chỉ sợ là những lúc nào mà ông bị ốm đau này kia thôi các bác. Ồ, ngắt về lên rồi. Này là không chăm sóc này các bác này, bị lên cả mầm này đây này. Lên như này là không còn ăn được nữa rồi. Ồ. Sao bắn xào cha đấy cho dê nổ. Này tí nữa là chuẩn bị là gieo mạ được rồi đấy. Tốt rồi. Mà tôi mà tỉ tay này như gì à? Thì đây tủ chỉ như mấy gì? Tủ chỉ nổ. Khỏi ông bảo là năm nay liệu là ông có đủ ăn không? Thì ông bảo là đủ. Chắc là đủ ăn thôi. Đấy, như sau này là ông về già đấy các bác, cái phần ruộng nương của ông đấy, thì ruộng nương đất đai của ông đấy, thì đây là sẽ là gồm cả có cả bà nữa. Nếu mà như ai chăm sóc ông ấy sau khi mà ông về già đấy, thì là người đấy sẽ được hưởng những cái số mà tài sản của ông để lại. Trên vùng cao thì nó lại khác ở dưới xuôi một chút của bác ạ, thành ra là còn những cái thì nó hiển như rất là có những cái nó còn rất là vô lý. Nhưng mà đa số thì khi mà nếu mà ai nuôi ông ấy, nuôi ông bà đấy, thì là sẽ được một chút là gì đấy. Thì nuôi chín nào trên nổ. Rồi bên này thì vừa mới để đây một chút thôi, thế là chuột đến ăn ăn thóc rồi, ăn gạo luôn rồi. Nó hót rồi bê tơ gì mà nè, bê tơ tì luôn, tốt hả? Làm bê tơ tì không nhờ? Ừ. Để thái luôn không? Ừ. Cái bào của ông thì vừa mới để, vừa mới đi sắt cháu về sao ấy, bụi quá. Ba dì, cháu không? Ồ, lên đây á? Ờ. Thay mà lòng một tốt này còn ạ. Thay này nhỉ, thay chồng luôn nhỉ. Thay chồng luôn ạ. Đây cắm phá cái đường họng. Không cẩn thận là một tí lại, hai ông cháu lại. Ây ạ. Bảo vậy. Đè ra chồng này. Ờ. Tí lại hai ông cháu lại nhặt từng hạt thóc một đi. Thì...
Hai yêu, chú cả lên đây xe. Đẹp trong đây kìa. Ờ, trong đây. Bụi lắm bên này à. Bụi này còn ngứa nữa chứ. Có anh giảm đông. Hả? Có anh giảm đông. Bé lo làm sao? Ông bảo là tự vác xuống rồi, lực xé vác bà thông này đi. Ôi dồi, đâu đó thêm độ à, 30-40 cân đấy. Tốt đại gì? Tốt đại. Nó thay lỗ đi nữa. Ông này vũ quan rất là khỏe các bác ạ. Vác tốt. Thời tiết thì bây giờ là bắt đầu nó nắng lên một chút rồi. Thời tiết như này thì để mà phơi thóc thì nó sẽ tốt hơn các bác ạ. Thì tép một tin dèo bắn lá nửa yếu bắn à. Tú nè. Bắn ra. Hôm nọ để cháu được lấy lên thì có ông là có chia thêm là cho chú là một chút. Nhiều một tí thế cho ông một túi, cho chú một túi. Đấy như hôm nọ, chia. Bạn dẻo. Hôm nay tốt rồi giả lê. Mình này, là hôm nay hơi dẻo bác quần. Tốt không nào? Ừ. Thì tay hiểm tu nó dẻo nọ. Một bao thì vừa đủ xin cái trên này luôn. Cái này thì gửi cái này cho ông nhá, rồi thì bên đây đắm nước làm ta dê năng này cho nó. Còn tặng món năng này chứ. Vào trong nhà thì tối quá của bác ạ. Trong nhà thì ông vẫn đang để thêm thóc cho được nhìn thấy. Hôm nọ thì vừa mới đem xuống cho ông là cũng là nửa cân các bác ạ. Cũng là nửa cân nhưng mà trong đó thì là cho ông là chia cho nhà chú là một nửa thôi. Coi như là 2 lạng rưỡi. Thấy bà, thấy hôm nọ thì lên thì cũng cầm ít quá đấy các bác. Thì hôm nay là cháu Lực sẽ tiếp tục là cầm lên cho ông. Thì hôm nay là cháu Lực cầm lên là 1 cân các bác nha. 1 cân này thì một tí cái này thì sẽ đem cho lên là cho nhà chú của bác nhé. Đấy, còn cái này thì sẽ để gửi lại cho ông. Là thi nào mà dê bắn lát từ nửa biếng nào? Ờ, dê hơi chỉ đang thi nào nè? Sao chứ? Sao ra? Chỉ chắc không có ho nó dê nọ. Đấy, cái này là bịch là tép của bác nhé, chứ không phải là bịch bịch mì tôm cả. Hôm nọ thì sau khi mà cháu Đức đăng tải một cái thước phim hôm trước lên thì này xe đấy, đăng tải cái thước phim hôm trước thì cũng có là một một bác, có một bác là mạnh, có một bác là khán giả trên kênh quá, cháu Lực không biết là bác có nhìn rõ không, bác có nhìn rõ không thì bác còn nói là bịch mì như vậy. Chẳng ai cho bịch mì như vậy cả cô bác ạ. Đấy, bác có bảo thế nhưng mà ở đây thì cháu Lực có nhận được là phần quà là từ cô Nguyệt. Cô Nguyệt là có gửi cho cháu Lực là 4-5 thùng xốp của bác. Và trong đó thì cháu Lực đã chia ra là có những hộ, có những nhà thì cháu Lực cho là 5 lạng. Có những nhà thì cháu Lực cho là 1 cân. Đấy, như nhà ông, nhà Sử thì cháu Lực cho 5 lạng này. Nhà ông, nhà của ông thì cháu Lực là cho 5 lạng. Đấy, còn là nhà chú thì là cho 5 lạng. Hôm nọ thì đem lên là cho Sử một túi này. Cho Sử một túi sau khi mà cháu được chia sẻ cái video, cháu được dành tặng Sử đấy thì có một bác khán giả là nickname của bác thì có ghi là
A cộng IA 3 U IA 3 U IA 3 U thì có bình luận như thế này, thì không biết là nếu mà các bác nghe thì các bác có chấp nhận được không. Thì con nói với cháu, con nói ở trên kênh ấy, thì con nói là Lực là một con người rất mưu mô, xảo quyệt, chẳng ai cho bịch mì như vậy cả. Tôi nói với cháu Sử bỏ vào thùng rác, biết đâu trong đó toàn những thức ăn vào ăn vào mang bệnh. Đấy, thì có nói rằng là cái bịch kép này này cô bác này là bịch mì. Đấy, bịch mì thì ăn vào thì là bị mang bệnh. Đấy, thật sự ra thì không biết là khi mà bác nói được ra những cái câu này này thì các bác có suy nghĩ không? Bác có suy nghĩ không, hay là bác đã từng là mua cá hay là mua gì gửi chưa? Đấy, ở đây thì cháu Lực xin nói lại là cái này là cái tép khô cô bác nhá, chứ không phải là bịch mì bác nhá. Và như bác là người lớn rồi, bác trải qua rất là nhiều những câu chuyện rồi, thậm chí là bác có thể là bằng tuổi mà bố mẹ của cháu Lực rồi, hay là bằng tuổi ông bà của cháu Lực rồi. Đấy, mình đã đi qua một nửa cuộc đời rồi, cho nên là mình nói cái gì ra thì nó cũng phải là đúng một chút, và để cho người nghe người ta hiểu được và người ta cảm nhận được, người ta nhìn ra mình là cũng không phải là thiếu ý thức gì cả. Đấy, còn nói là cháu Lực đọc lại một lần nữa này. Lực là một con người mưu mô xảo quyệt, chẳng ai cho bịch mì như vậy cả. Tôi nói cháu Sử bỏ vào thùng rác, biết đâu ăn, biết đâu trong đó toàn những thức ăn có độc. Không biết là em Sử đã bỏ vào cái thùng rác chưa. Đấy, nhưng mà nếu mà như bác có nói như vậy ấy, có nhắn tin hay là gọi điện riêng cho em Sử như vậy rồi, thì chắc chắn là cháu Lực sẽ không có nhận thêm là một bất cứ ở những cái phần quà, mặc dù là nó nhỏ chỉ có bằng là cái bát thôi, cho nó cũng không có đem lên nữa. Thưa các bác ạ, thì rất là mong các bác thông cảm, cháu Lực rất là thương các em, cũng thương các em như là em trai của cháu Lực cả, cũng đã từng là nói ra rất là nhiều những cái định hướng cho các em rồi. Đấy, nhưng mà sau khi mà có cái sự tác động riêng vào rồi thì có những cái thì các bác lại không có lên đến tận nơi, các bác lại không có biết. Mà khi mà cháu Lực chia sẻ lên nói với các bác thì các bác lại cháu Lực nói là cháu Lực là mưu mô xảo quyệt gì này kia này. Thì cũng thứ nhất là xin lỗi với lại tất cả các bác, và cũng xin lỗi tới lại cô Nguyệt. Không biết là khi mà cô Nguyệt đọc được cái bình luận này thì cô có buồn không. Nhưng mà rất là mong cô là thông cảm cô ạ, tại vì là cái này thì không phải là cháu Lực nói cả. Đấy, không phải cháu Lực nói cả, có một khán giả bí danh, ẩn danh ở trên kênh, bác ấy nói thôi. Đấy, như ông thì cháu Lực hỏi ông rồi, ông thì cũng đã ăn hết rồi. Đấy, điều này là cháu Lực tiếp tục lên cho ông. Chín cái đây chứ bây giờ nè. Nga tin cái hơi tuổi sử thống. Xin cơ rốt điểm là tuổi sử đi ạ. Nghĩa cái này chờ chờ thuốc đọc này. Chỉ nhớ thuốc đọc này là sử tốt thùng rác này, sử tài hải thì tốt của tôi. Đi cái chín nào mới nổ. Chín nào mới nổ. Nghĩa là chờ thuốc đọc này. Nên bà làm cho tao mà hai giờ lán tao mà hai giờ giờ cái tin chín nên ban tao ban này mà tin ra thì gửi lán hai thùng xốp tư bên này hai thùng bên rồi nên bắn con yếu này đây đúng không lán thén rẻ mì lán có số mà hơi chứ một cha lán có mà hơi giờ chín giờ đấy đi ban tờ này bài nào này cũng bảo với ông rồi, bảo là ông có chuyện gì ấy khi mà cháu Lực đem lên cho ông ấy, có chuyện gì cháu Lực sẽ khắc lo hết, chứ không phải là cháu Lực đem những cái đồ ăn mà rời ơi đất hới là lên đâu, cũng không rõ nguồn gốc cả. Đấy thì mới đem lên, như đấy là những cái đấy là cái gọi là cái tấm lòng của cô Nguyệt thì cô ấy gửi cho những hoàn cảnh nào. Còn nếu mà không muốn thì cũng đừng có nói ba hoa lên làm cái gì cả. Còn đằng này thì lại nói là bảo sử vào thùng rác này kia này. Còn như chắc chắn các em thì khi mà các bác gọi điện về ấy, nói thì các em là có làm theo thôi. Vì khi mà các bác đã giúp đỡ, các bác đã đưa tiền ra thì làm gì mà các em mà dám cãi lại nữa.
Một khi mà nó cái lại thì các bác lại không có thương, các bác lại không có nghe rồi. Kể cả cái bản thân của cháu Lực thì cũng thế này. Có thể cháu Lực đã có những cái một số bác mạnh thường quân là rất là yêu quý cháu Lực, rất là đồng hành của cháu Lực từ những cái video đầu mà lên tới thời điểm hiện tại, thì cũng có một số mạnh thường quân thì cũng có quay lưng lại, thì cũng vì lý do mà nhà hai anh em hài xử thôi đấy, đi giúp những hoàn cảnh khác. Thế mặc dù là các bác không có đây là mình đi làm từ thiện, nó thì bằng cái tâm của mình đi thôi, chứ không phải là mình làm là có tiếng vang này kia cả. Còn là như các bác làm, các bác muốn thì các bác yêu quý thì các bác gửi, còn các bác không yêu quý thì các bác cũng đừng nói những cái lời mà nặng lời làm cái gì cả. Nghe thì khi mà những người như đi làm thiện nguyện như cháu Lực này này, các bác này, khi mà chỉ cần nghe được một câu thôi tổn thương rất là nhiều. Có những lần cháu Lực đã từng nghĩ rằng là cái con đường này người ta bảo là có những câu là phải nói là rất là ác ý, đến nỗi mà cháu Lực chỉ cần đọc thôi là cháu Lực đã không có muốn là lên làm cái công việc này nữa. Thường thường là người ta không nói là công việc gọi là làm rau cho trăm họ của bác ạ. Bình luận tích cực thì mình đọc được ấy, khi mà mình càng đọc được ấy, những cái lời động viên của các bác thì mình càng muốn đi làm. Khi mà đọc được những cái lời mà tiêu cực đấy rất là nặng. Hôm nay thì có những cái chuyện gì mà cháu Lực nói thì hơi quá, thì rất là mong là các bác là thông cảm. Đấy, đối với bản thân của cháu Lực thì cái nghề YouTube này thì nó cũng là một nghề đối với cháu Lực, cô bác ạ, chứ không phải là không có nghề cả. Cháu Lực đi làm thì cũng được là bên YouTube người ta trả tiền cho. Đấy, bên YouTube người ta trả tiền cho cháu Lực. Thí dụ như nếu mà kênh cháu Lực mà được nhiều các bác khán giả yêu quý thì tiền xăng này kia đi lại thì nó rất là ổn định. Còn nếu mà không có các bác yêu quý nhiều thì có cho 1-2 nghìn người xem thì một tháng cháu Lực làm là còn không có đủ mà tiền mà chi tiêu, tiền mà sinh hoạt đâu. Nhưng mà ở đây ngược lại là phải có nói là khi mà đã hoàn thiện một cái gì đấy thì tiếng phải nói là tiếng tốt lan rộng rất là tốt của bác ạ. Thế bản thân của cháu Lực này trước kia là một người mà không ai biết, mà đến là bây giờ ở trong xá này cả xá cả làng biết, và thậm chí là đi xuống cái xuôi có một số bác vẫn nhận ra, ô cháu Lực bản em. Khi mà nghe được thế thì cũng rất là tự hào, rất là tự hào một người ở trong thôn thôi mà phấn đấu được như thế. Thì nghĩ lại bản thân của mình không bằng người ta, nhưng mà đôi khi thì mình nhìn những người khác thì không lại bằng mình. Còn là bây giờ thì những cái phần quà đấy, tâm sự một chút từ các bác đã gửi cho ông hết rồi, thì không biết là chú ở trên đấy về chưa, thì cháu Lực sẽ đem lên cho chú của nhà quân sự làm nó bị hơi lát từ núi rồi. Ông thì không biết nghe bằng tiếng phổ thông đâu, thì cũng đã dịch lại cho ông rồi cô bác. Ở chú mày gì à? Cái này là bây giờ là ông chuẩn bị là thả xong là quạt này cô bác này. Một bao thóc là tầm độ 30 cân, thì khi mà quạt cái này đi là mất tầm độ là 5 cân rồi, còn lại 25 cân thôi. Ông về thì cái này thì chắc là trước cháu Lực chia sẻ lên thì các bác cũng đã nhìn thấy là về những hình ảnh mà em xử mà tóc mà dài ngoằng ngoằng này, xong rồi ngồi đây phơi quay như này, chứ không như bây giờ đâu. Người ta bảo khi mà có đồng tiền vào ấy, trước mình chưa có tiền thì không sao, nhưng mà sau khi mà mình có tiền vào ấy thay đổi rất là nhanh. Như bản thân của cháu Lực này là cái người mà làm được ra đồng tiền rồi, mà khi mà tiêu ấy thì cũng phải chắt chiu mà từng chút một. Đây bà dễ ơi, bà Vi đó. Đợi ông làm nốt bi thúc lào đâu bác ạ. Thì mới ra thổi được. Ở bên kia thì có vẻ như là ông để khá là nhiều cây. Cái này thì ông để mà chừa lại cho năm sau này. Năm sau ông lại trồng đúa ấy. Lấy một lần thì được tầm độ là 2-3 năm. Cái này thì bây giờ là trước kia là có cái bằng thủ công là nhiều bác, nhưng mà bây giờ thì
Hôm đó thì cháu được nhìn thấy là nhà cái ông trưởng thôn ấy có dùng bằng điện để cắm vào. Đây là áo của ai đây này? À, áo của con gái cô bác ạ. Chỗ khu bên này thì chắc là bây giờ ông để thóc của bác ạ. Đằng trong này thì nhìn thấy là có mấy bao thóc. Ui Dê luôn cả lên bấy mày Dê. Ông là quên cầm cái này vào rồi. Tốt nào Dê ạ. Trong nhà thì phải nói là cực kỳ là tối của bác ạ. Cái thời điểm này thì là vào cái mùa gặt ấy, cho nên là trong nhà cũng bờ bộn là rất là nhiều cả. Trên này thì là cái luống nếp của bác này. Luống nếp thì ông không có chọn cách là đập ra nữa mà là phơi ra ngoài để mà làm thành bông này. Để cho ông làm việc đi, cho Lực sẽ lên trên gửi cái phần quà này cho chú đó. Hôm nọ thì lên thì cũng sơ suất của bác ạ. Hôm nọ lên thì có cầm theo là một là túi thôi. Đấy, một hai túi, cho nhà sử một túi thôi. Cho nhà ông một túi thôi. Thì số này thì gặp ông ấy thì cháu Lực là bảo là chia cho chú một nửa. Nhà chú thì sẽ đông người hơn. Nhà chú thì có rất là nhiều người con. Vẻ như là có ai đang khóc sao ấy. Khóc rất là to. Sơn ơi. Sơn ơi. Cho này. Vào đây. Ra đây. Anh Lực đây. Đến này đã bảo là anh Lực cả. Đây. Ủa tóc dài thế nhỉ Sơn này. Bảy với bông đang làm gì đây? À, đang làm gì đây bông? Ôi, tí hoa à bảy. Nào, bông thì chào xem nào, các bác xem nào. Con chào các bác của. Con chào. Các ông các bà. Con chào. Cô ông các bà. Rồi bày ra đây, bày ra đây. Ra đây. Đấy, bày rất là ngoan. Các ông các bà. Em chào các ông các bà. Đang làm gì ở đây đây? Đang tưới hoa. Tưới hoa ở đây, cho đây, cho đi cho bố mẹ đi nhá. Bảy thì lên lớp 1 rồi đấy cô bác ạ. Cô chú đang làm gì đây? Ừ à? Sao không muốn à? Cô ấy đang thái rau lợn này. Bà nó mà thì tép hơi ảo chứ. Nó thích chín đẹp đây à sao? Hả? Chín đẹp đây à? Cái gì? Nó thích nó mà đi. Hơi ảo, hơi dẹp bắn hơi ảo. Điếng này, ní này. Để bạn tao mà hơi ảo ra chứ con thống. Con khâu nào áo nộ? Con khâu nào? Nhà cô chú thì là gặt lúa xong này. Các bác nhìn cô băm rau lợn phải nói là băm như mấy này. Là áo với mấy sắp băm mù á? Mù mía ạ. À. Cái này mà không cẩn thận đấy cô bác này. Băm này là không cẩn thận là bị vào tay rất là nhiều. Đây, chia sẻ với lại là các bác một chút này. Hồi nhỏ đi lấy rau lợn này. Cũng tập băm. Băm như cô này. Xong là bị cắt đây này. Và thành một cái chữ Y này. Đấy. Cũng băm như cô này hiện tại bây giờ này. Đúng đang cầm rau lợn là cầm như thế này. Nhưng mà từ cái hồi chưa đi học ấy không. Lần nào có ông không đi lại chứ mấy? Đây nít đi. Này ông không ngủ đâu không? Ông không này. Ông không phát chín. Phát chín á? Cái rau này thì là rau đỏ này các bác này. Để mà tối nay nấu canh này. Một dạng như kiểu là rau mồng tơi đỏ ấy. Thằng này vừa khóc à? Hả?
Nó vừa khóc đúng không? Đúng không? Nó vừa khóc đúng không? Ui, nhà lăng nào con không lấy lái đâu. Nhà chú thì bây giờ không có cách nào của bác này. Sau khi mà gặt lúa về ấy, là trải bạt ra xong là phơi. Phơi hết là ra ngoài như này, để cho nó không bị mốc như nhà ông ấy. Nhà ông thì bị nảy mầm lên rồi. Bye bye nhá, bảy nhá, bye bye nhá. Đi về đây, bye bye. Bye bye, bye bye bông. Bye bye mông. Thằng này vừa khóc xong rồi các bác này. Bye bye. Vậy là đang đưa à? Vậy ngôi nhà ở bên này thì được con của chú đã đi làm thuê, xong là gửi tiền về để mà phụ với mẹ làm nhà đấy cô bác. Mình có 17 tuổi thôi. Vậy hôm nay thì cháu Lực lên thì cũng cái câu chuyện mà vừa rồi cháu Lực chia sẻ lên đấy cô bác. Có bác Mạnh Thằng Quân đấy, bác khán giả, không biết là Mạnh Thằng Quân hay không nha, bác khán giả có nói. Thì có những cái lời nào mà cháu Lực nói là hơi bức xúc thì rất là mong các bác thông cảm. Rất là mong các bác là chỉ dạy cháu Lực nhiều hơn. Tuổi còn trẻ cho nên là có rất là nhiều sai lầm. Có những cái sai lầm nào bác phải thì rất là mong các bác thông cảm. Và các bác chỉ dạy cháu Lực để cho cháu Lực được sửa sai, khắc phục cái bản thân của mình để tốt hơn. Để mà còn đi giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh ở trên vùng cao. Để mà cống hiến được nhiều cái hay, cái tốt cho cái xã hội hiện tại cô bác ạ. Và lời cuối cùng hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Chuẩn bị đi đâu chơi đấy hả? Đi đâu chơi nào, quay lại đi đâu chơi. Đi đâu chơi nào, bảy ra đây, bảy ra đây, ra đây. Đang chuẩn bị đi lấy nước về là tưới hoa cô bác ạ. Đi tận trên suối cái để mà lấy về. Ra đây. Đấy. Cái này lấy để làm gì đấy bảy? Nào, ra đây, đứng với em gái đây. Lấy để làm gì? Lấy đi tưới hoa. Lấy đi tưới hoa á. Chào con, chào các ông, các bà. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra. Thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.